tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, bước sang tháng 1 âm lịch, năm quý mão 2023, gặp hung hay cắt, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được khó khăn để vượt qua, và đón nhiều vận may đến với mình. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tử Vi 12 Con Giáp. Vâng quý vị thân mến bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão 2023 thì ai cũng hy vọng mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn không cần phải thăng hoa rực rỡ nhưng ít nhất cũng cần một chút vận may để có niềm tin vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống và tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 được các nhà tử vi học nhà chiêm tinh học dự báo bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão có vận trình được các tinh trợ mệnh thần tài chiếu cố gặp nhiều may mắn nhận lộc trời ban tài lộc ùn ùn kéo đến tiền đếm mỏi tay Tử Vi tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, tháng 1 âm lịch, năm quý mão 2023. Người tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, là tuổi con ngựa, thuộc mệnh, thổ lộ bàng thổ, nghĩa là đất giữa đường. Số của tuổi canh ngọ rất hợp vào, giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Bất kỳ trong trường hợp nào, hay ngày, tháng, năm nào quý mệnh chủ tuổi canh ngọ cũng có thể xuất hành vào những ngày giờ nói trên, chẳng những mang nhiều thắng lợi mà còn giúp cho con giáp này có được thành công trong bất kỳ việc gì, không phải lo lắng thất bại, dù có khó khăn cũng sẽ gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Tổng quan tử vi tuổi canh ngọ, sinh năm 1990. Người tuổi canh ngọ là những người rất năng động, sáng tạo và nhiệt tình trong công việc, có mắt nhìn xa, trông rộng, luôn cảnh báo những khó khăn, nguy hiểm phía trước, giúp họ có những sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân mình thời còn trẻ người tuổi canh ngọ phải trải qua nhiều khó khăn thử thách và gian khổ đến khi trưởng thành sự nghiệp và cuộc sống dần ổn định hơn có lối sống rất phóng khoáng bởi vậy một số người tuổi canh ngọ thường thích hưởng thụ cuộc sống an nhàn hơn là cố gắng làm việc họ luôn là người nổi bật giữa đám đông với những câu chuyện thú vị của mình điều mà canh ngọ quan tâm chú ý nhất đó chính là những thứ mới mẻ độc đáo trong công việc không ít những lần tính cách đó khiến họ gặp phải khó khăn rắc rối Hôm nay canh ngọ có thể tìm thấy mục tiêu của mình, nhưng ngày mai họ bất ngờ thay đổi ý kiến, và phương hướng. Bởi vậy, hiếm ai có thể hợp tác lâu dài với những người này. Tử vi tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, trong tháng 1 âm lịch năm 2023, có vận trình khá lý tưởng, quý nhân tam hợp xuất hiện, giúp sức, cộng thêm nỗ lực của bản thân, mưu sự dễ thành, công việc có người trợ giúp, thích hợp triển khai dự án, ý tưởng mới, tỷ lệ thành công khá cao. Dù quá trình thực hiện có vấp váp trở lực, nhưng cuối cùng vẫn đi đến kết quả, khiến bản mệnh hài lòng. Tài vận sáng, chính tại thu nhập phong phú, thứ tài cũng dồi dào, bản mệnh có thể đầu tư hạng mục mạo hiểm nào đó để gặt hái thành quả bất ngờ. Tuy nhiên, làm gì cũng cần phải biết điểm dừng, đừng tham thì thâm. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tránh xa các trò cờ bạc đỏ đen, may rủi dịp đầu năm kẻo tiền mất tật mang. Phương diện tình cảm hài hòa, nhân duyên khác giới tốt lành, có lợi cho người độc thân tìm kiếm nửa kia phù hợp. Các cặp đôi nên mở lòng, thẳng thắn chia sẻ là bí quyết giúp các cặp vợ chồng có được hạnh phúc dịp đầu năm mới. Vận khí đất trời hòa hợp là dịp tốt để hai bạn hóa giải mâu thuẫn, hiểu nhầm cũng như hâm nóng tình cảm. Sức khỏe, người tuổi canh ngọ cần đề phòng ngộ độc thực phẩm, bên cạnh đó, chú ý đi đứng thận trọng, lái xe đảm bảo an toàn, tránh gặp tai nạn bất ngờ, nhẹ thì chấn thương chảy máu, nặng phải tiến hành phẫu thuật thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, trong tháng 1 âm lịch, năm quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, theo Tử Vi 2023 cho thấy, bước sang đầu năm mới Quý Mão, người tuổi canh ngọ, sinh năm 1990 gặp được cục diện ngủ hành tam hợp dần ngọ tuất hứa hẹn vận trình công danh, sự nghiệp được thuận lợi, công việc trôi chảy, gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp người tuổi canh ngọ không những nhận được sự may mắn từ vận trình mà bản thân những chú ngựa cũng nỗ lực hết mình nên mưu sự dễ thành làm việc lớn nhỏ gì cũng thu được kết quả khả quan thời điểm mùa xuân âm tiêu dương vượng khí thế bừng bừng nên động tránh tĩnh bản mệnh có thể cân nhắc việc triển khai kế hoạch dự án mới hay làm bất cứ việc gì bạn cho là cần thiết quá trình thực hiện diễn ra khá trôi chảy đầu xuôi đuôi lọt tỷ lệ thành công cao bạn càng chủ động xông xáo không quản ngại khó khăn hay sự dịch chuyển vất vả thì tuổi canh ngọ càng dễ dàng gặt hái thành công lớn ngược lại nếu bạn chỉ an phận thủ thường không chịu cố gắng thì bạn mãi dập chân tại chỗ với những ai đang có ý định thay đổi công việc có thể tận dụng thời gian này để tìm việc mới quý nhân tam hợp ví như người bạn tốt giới thiệu những mối làm ăn phù hợp cho bạn điểm cần lưu ý là trong tháng là nguyện lệnh lâm tử cũng làm cho trạng thái vận trình sẽ dần suy yếu về cuối tháng với những việc lớn quan trọng bạn nên tranh thủ tiến hành ngay từ đầu tháng tỷ lệ thành công sẽ cao hơn về mặt tài vận Bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão 2023 tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, vận trình sự nghiệp được hanh thông, công việc thuận lợi, tài lộc trong tháng giáp dần của người tuổi canh ngọ cũng khởi sắc mạnh mẽ. Nghiệp thăng tiến bất ngờ, giúp cho bản mệnh có được địa vị tiền bạc một cách nhanh chóng. Chính vì vậy mà năm này, bản mệnh tuổi canh ngọ nên biết chớp lấy thời cơ tự tin phát huy năng lực của mình thì sẽ càng tiến xa và càng phát triển trên con đường công danh, sự nghiệp từ đó sẽ thúc đẩy tài lộc không ngừng khởi sắc trong tháng có chính tài xuất hiện, và đây là dấu hiệu tăng, đồng nghĩa với việc tăng lương, hoặc tăng doanh thu, lợi nhuận, và tài lộc. Thứ tài trong tháng này cũng khá dồi dào, mang tới nhiều vận may về tài chính cho con giáp tuổi canh ngọ này. Đầu năm, hội hè, đình đám nhiều, tham gia một vài trò chơi mang tính chất may rủi, rất có thể bạn sẽ trúng lớn. Nhưng, dù thế nào cũng cần phải biết điểm dừng, kẻo vận cắt lưu truyền thành hung, lẽ ra có thể chiêu tài nhưng cuối cùng lại thoái tài, tổn hao tiền của, vì vậy bản mệnh cần chú ý nhé, tránh tham thì thâm, tiền mất tật mang. Đầu năm mới, bản mệnh mua may bán đắt hơn rất nhiều so với tình hình chung, có điều vận may cũng chỉ đến chốc lát, khó mà kéo dài, nên khi gặp thời cơ, bạn cần tranh thủ đánh nhanh thắng nhanh, do dự khiến bạn tuột mất cơ hội tốt. Các khoản chi tiêu trong tháng đầu năm cũng phát sinh rất nhiều, tuổi canh ngọ, sinh năm 1990 lại mắc tật chi tiêu tùy hứng, rất dễ hao tài. Bởi vậy, bạn rất cần một kế hoạch chi tiêu cụ thể, chi tiết để bạn có thể kiểm soát tốt tài chính của mình, tránh tình trạng tiêu xài lãng phí rồi phải đi vay mượn. Theo phi tinh tháng, có tứ lục đồng cung với bát bạch ở hướng đông nam, đây được coi là phương vị cát lợi vượng tài khí, trong tháng tuổi canh ngọ, sinh năm 1990 có thể bài trí biểu tượng phong thủy long quy tức rùa đầu rồng tại hướng đông nam của phòng khách hoặc phòng làm việc. Vật phẩm phong thủy này có tác dụng hỗ trợ tứ lục và bát bạch phát huy các tính thúc đẩy vận may, mang tới tài lộc dồi dào, kinh doanh, buôn bán gặp nhiều thuận lợi. Về mặt tình cảm, Tháng đầu tiên của năm Quý Mão, vận trình tình cảm của người tuổi canh ngọ gặp được cục diện tam hợp dần ngọ tuất. Ví như có quý nhân xuất hiện, đặc biệt tốt cho những người đang còn độc thân, được người xe duyên mang tới nhiều mối lương duyên, cho người tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, không còn nỗi lo mang tên người độc thân. Bản mệnh tự tin trong giao tiếp liên tục nhận được nhiều lời đề nghị kết thân, đào hoa tươi mới như sắc xuân, không khó để tìm cho mình nửa kia phù hợp. Có điều, người tuổi canh ngọ cũng cần lưu ý, tháng này dần mộc giáp ngọ hỏa, vận khí đầu và giữa tháng tăng mạnh nhưng có xu hướng giảm dần về cuối tháng. Với những cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng, nên tính chuyện kết hôn ngay khi có thể, đừng để đêm dài lắm mộng, tình yêu dần phai nhạt theo thời gian thì khó cùng nhau đi tới đích. Người độc thân cũng nên rõ ràng trong chuyện tình cảm, đừng đứng núi này trông núi nọ, kẻo lại một mình cô đơn lẻ bóng đầu xuân năm mới vận khí đất trời hòa hợp là dịp tốt để hai bạn hóa giải mâu thuẫn, hiểu nhầm, cũng như hâm nóng tình cảm của các cặp vợ chồng, công việc vẫn còn thành thơi, trong tháng lại nhiều ngày nghỉ lễ, hai bạn nên tranh thủ thời gian, chia sẻ tâm sự, và hâm nóng tình cảm. Xem phi tinh tháng trong tháng có nhất bạch đào hoa bay vào hướng bắc, gặp ngũ hoàng hung tinh, các tính của nhất bạch có phần suy giảm, biến đào hoa lành thành dữ, gây ra những rắc rối tình cảm gia đình các đồ vật bằng kim loại, mang tính kim, sẽ chế hóa phần nào hung tính của ngũ hoàng, bản mệnh có thể tận dụng để đặt tại phương vị hướng bắc của ngôi nhà, hoặc phòng khách. Ngoài ra, bạn có thể đặt một cốc nước lọc tại phương vị này, một tuần thay nước một lần, có tác dụng kích hoạt đào hoa, vượng đào hoa, tăng thêm các lợi cho nhân duyên, gia đạo. Về mặt sức khỏe Tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho thấy, người tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, có quý nhân tam hợp che chở, lại được thái tuế tương sinh, sức khỏe của bạn được duy trì ở trạng thái tốt, không mắc trọng bệnh. Tuy nhiên, tháng có bạch hổ là hung tinh xuất hiện, bản mệnh chú ý đi lại cẩn thận, lái xe thận trọng, tránh tai nạn xe cộ, nhẹ thì chấn thương, chảy máu, nặng phải tiến hành phẫu thuật, nguy hiểm tính mạng nhìn theo góc độ đông y, khí mùa xuân thông với tạng can, chủ tàng huyết và sơ kết, tức điều tiết chức năng tâm sinh lý, trường hợp chức năng của gan gặp trở ngại, dễ phát sinh độ khí nóng giận, dẫn tới cơ thể suy nhược. Bởi thế, tháng này tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, cần hết sức chú trọng dưỡng sinh tinh thần, sống vui vẻ, để cân bằng sức khỏe. Theo cổ nhân, phép dưỡng sinh trong từng tháng của mùa xuân có sự khác biệt rõ rệt tháng riêng là tháng phát dương, vạn vật hồi sinh, sinh nhưng không sát, cho nhưng không lấy lại, chúng ta cần giữ gìn không được làm thoát khí, nằm ngủ đầu quay về hướng bắc là tốt nhất. Tháng riêng, khí của phế yêu ớt, cần giảm ăn mặn và ăn chua, tăng ăn vị ngọt, cay, để bổ phế, không được để lạnh quá, nhưng cũng không nên mặc quá ấm, buổi sáng nên dậy sớm, để thư giãn thân thể và tinh thần, giúp cho thể trạng thư thái, tinh thần sung man. Vâng, quý vị thân mến. Trên đây là tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng đầu tiên trong năm mới của mình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ ban biên tập chương trình. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới và làm giàu cho bản thân mình cho xã hội kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo